một bộ tủ quần áo chuẩn bị bàn giao cho các nhà chị em. Thì xu hướng bây giờ là các chủ nhà hay chuộng cái kiểu tủ như thế này, tủ ván MDF chống ẩm. Cái khung kính này là viền này, khung này là nhôm này, rồi cán kính trà này, và có thân này, thân trượt tủ này là xài được đảm chấn à. Đó. Bên trên này anh chị em để những cái đồ mà mình ít dùng đến. Kính là kính cường lực trong suốt màu trà nha anh em. Đó, phải nhìn thấy bên trong. Còn cái phần bên này đó là anh chị em để những cái đồ mà chúng ta có thể xếp gọn được, chúng ta để bên này, như là quần áo rồi gối là cũng được nha anh chị em. Ở bên này còn một cái ngăn kéo này, anh em có thể rộng rãi này để đựng nhiều đồ nhé. Trên này có cái đèn led. Những cái thanh này anh em để treo quần, treo quần ở trên này thì tháo này ra, hoặc là để hai cái này chúng ta có thể treo được những cái áo. Đó. Đèn led này, đèn led ban đêm này.